Tại sân bay đông đúc, một anh trai trẻ chẳng may đâm vào một cô gái tóc vàng. Anh nhanh chóng xin lỗi rồi nhặt đồ trả lại cho cô gái. Tình cờ thay, cả hai người họ sau đó lại ngồi cùng nhau trên một chuyến bay. Trên máy bay thưa thớt đến lạ thường, anh trai trẻ và cô gái tưởng lạ nhưng như đã quen từ lâu. Bọn họ tán chuyện như sáo, cô tóc vàng nói rằng đây là lần đầu cô đi bay. Bản thân đang trên đường đến dự đám cưới của em gái, còn ngược lại anh trai trẻ tỏ ra mình là người hào hoa nhưng vô cùng lịch sự. Những cử chỉ của anh trai trẻ khiến cô rụng trứng, cô tóc vàng nói rằng mình muốn đi vào phòng vệ sinh một lát. Anh trai liền đi theo giúp đỡ đóng cửa, chỉ ngay sau khi cô gái bên trong cài chốt, khuôn mặt anh trai ngay lập tức thay đổi. Một tên mặt già ngồi ở hàng ghế đầu định tiêm thuốc mê anh trai trẻ, nào ngờ bị bẻ tay gậy ông đập lưng ông. Những tên sát thủ trên máy bay liền đồng loạt lao tới, như thiêu thân lao vào lửa đều bị anh trai đập như đập mũi, từ phi dao đến dùng dây an toàn như Lý Tiểu Long. Anh đều khử không còn một ai, đến khi cô gái tóc vàng sửa soạn nhan sắc đi ra, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều gục hết. Được xếp vào hàng ghế ngăn nắp như không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn anh đẹp trai ngồi đó. Mồ hôi nhễ nhại, anh trai đó là ai vậy? Vì sao toàn bộ người trên máy bay đều muốn giết anh? Liệu cô gái đó có còn an toàn sau khi gặp mặt một kẻ nguy hiểm như anh ấy? Bạn hãy cùng Tẻ Review tìm hiểu bộ phim siêu hay này nhé! Anh trẻ vừa nãy chúng ta thấy là Chí, một điệp viên giỏi nhất tổ chức nhưng đang bị chính FBI truy đuổi. Lý do cũng là vì anh ta đã cầm theo một quả pin. Quả pin con thỏ này vô cùng đặc biệt, nó có khả năng cung cấp điện cho cả một thành phố nhỏ cũng như nguyên một con tàu ngầm. Hôm nay trong khi đang bắt chuyến bay đi lẩn trốn, anh Chí chẳng may va phải chị Nở, chính là cô gái tóc vàng ở đầu video. Nở đang trên đường trở về để dự đám cưới em gái. Sau cú va vô tình đó, anh Chí và chị Nở như có cảm tình với nhau. Hai người họ còn tình cờ ngồi cùng nhau trên một chuyến bay. Anh Chí với giác quan đã có thể để ý xung quanh rằng chuyến bay của họ có điều bất thường, không có một hành khách thật nào trên chuyến bay cả. Phía sau là những tên sát thủ đang nhăm nhe mũi dao hướng về phía anh Chí. Ngoài mặt anh vẫn nói chuyện với cô gái tóc vàng vô cùng vui vẻ, còn chị Nở thì ngày càng thích anh trai ga lăng này. Vì đỡ vali rơi trúng cho chị gái tóc vàng đã khiến cho cốc nước đổ ra, chị Nở nói rằng mình muốn vào nhà vệ sinh một chút, biết đây là thời cơ để khử đám này về. Anh liền đi theo chị Nở ngỏ lời giúp khóa chặt cửa. Ngay lập tức sau đó sắc mặt anh thay đổi, đấm tên mặt già đang cầm kim tiêm rồi chích nhẹ vào cổ hắn. Những tên sát thủ khác đồng loạt lao lên, giữa không trung một mình anh Chí liền cân 3 cân 4. Tên thì bị anh đấm vỡ mặt rồi khóa cổ vào ghế, tên định tiểu Lý phi đao nhưng nào bằng mẹ anh phi dép, bị anh Chí phản đòn ngược lại gục tại chỗ. Anh trai trẻ liền dùng dây an toàn của ghế làm Lý Tiểu Long, cho tên đàn em đập mặt vào cửa hết lần này đến lần khác, cuối cùng toàn bộ phi hành đoàn cũng phải dốc lực ra mà giao đấu. Kết quả với kỹ năng điệp viên của anh thì lần lượt đều phải nằm đất, tên cơ trưởng cũ ra góc vui, định dùng súng khử anh Chí mà bị anh bắn ngược lại, tự tay hắn cũng giết chết luôn cả cơ phó của máy bay, đến khi chị Nở đi ra thì toàn bộ sát thủ đã bị khử hết. Anh Chí đang ngồi chờ trên tay cầm hai bát cháo hành, đến khi chị gái tóc vàng tiến tới, anh trai trẻ mới nói sự thật, bảo mong cô đừng hoảng vì máy bay đang rơi tự do. Chị Nở tưởng anh Chí nói đùa thì cười tít mắt. Anh Chí thấy vậy cũng có vẻ yên tâm, nói rằng mình sẽ vào phòng lái để hạ máy bay xuống, không quên nhắc chị Nở nhớ thắt dây an toàn. Chị gái tóc vàng chỉ nhận ra điều anh trai kia nói là sự thật khi toàn bộ xác của đám sát thủ đổ gục xuống. Vào phòng điều khiển tìm anh Chí để hỏi thì được biết anh Chí sẽ không đáp máy bay xuống sân bay như dự kiến, bởi vốn dĩ những điệp viên khác đang đợi anh sẵn ở đó rồi. Để tránh mặt bọn họ, anh Chí liền sẽ hướng tạm xuống làng Vũ Đại. Với kỹ năng lái lụa của mình, anh trai trẻ đâm máy bay qua cánh đồng ngô, thành công đáp đất giúp cả hai an toàn hạ cánh. Lúc này anh Chí mới giải thích mọi chuyện, rằng anh đang phải chạy trốn khỏi tổ chức của mình. Bản thân anh đang giữ một thiết bị quan trọng mà một tên đồng nghiệp tên Fit của anh muốn chiếm. Hắn thậm chí còn thao túng thành công cả tổ chức theo hắn rồi. Giờ anh Chí sẽ cho chị Nở uống một liều thuốc ngủ, sau đó đưa cô về nhà, không quên căn dặn rằng nếu mà tên Fit cùng đàn em sáng mai có tìm tới. Phải nói rằng mình không hề quen biết anh Chí. Sáng hôm sau, chị Nở tỉnh dậy ở nhà. Tưởng chừng vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cho đến khi nhìn trên bản tin thấy vụ tai nạn máy bay được đưa tin. Cô giả vờ như một ngày bình thường rồi đến chỗ em gái của mình. Cô ấy đang thử váy trước ngày cưới. Đến khi chị Nở ra ngoài thì cỡ chục người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Cô được yêu cầu lên xe ngồi cạnh tên Fit kia. Hắn cố thăm dò về anh Chí. Ban đầu chị Nở không chịu khai một lời. Tuy vậy sau hồi thuyết phục, chị tóc vàng khai rằng đã gặp anh trai trẻ vào ngày hôm qua. Chị Nở ngay lập tức được chuyển xe sang chỗ một tên đầu chọc khác, nói rằng sẽ đưa cô đến nơi an toàn. Trong khi bọn họ đang trên đường xa lộ, bỗng chiếc xe áp giải bên cạnh như bị ai đó ám sát. Lần lượt hai tên tay sai của ghế đầu xe chị Nở cũng dần bỏ mạng, tên đầu chọc thấy vệt sáng bắn tỉa trên áo. Trong đầu biết có kẻ đang nhắm vào mình liền cắm đầu nhảy lăn xuống đường, chỉ còn lại chị Nở cố gắng lái xe. Một lúc sau từ phía xa một người đàn ông lao tới, xe bay lên trời, còn người với mũ bảo hiểm rơi trúng xe của chị tóc vàng. Thì ra đó chính là anh Chí, trên con xe lao như bay. Anh trai trẻ một mình đấu súng với đám tay sai phía sau, bắn cho bọn chúng lộn 360 độ. Trong tình huống nguy cấp anh vẫn ngầu như bồn cầu,
xe bọn họ đi vào một đường hầm, cánh cửa xe của chị Nở vô tình bật ra lao thẳng vào phía tên đàn em. Chiếc xe lộn vòng rồi bay như tên lửa, may mắn với kỹ năng anh Chí đã né và giải cứu hai người thành công. Đến khi đám tay sai kéo đến, anh trai trẻ phải một mình đấu súng trên đường lớn, trong khi đó chị Nở vì quá hoảng sợ, đợi thời cơ liền chạy qua đường tàu rồi tẩu thoát. Cô gái tóc vàng đến chỗ bạn trai cũ của mình nhờ cầu cứu, nói rằng có một người đàn ông luôn đi theo cô và anh ta đang làm náo loạn cả thành phố. Bạn trai cũ của Nở vốn cũng là lính cứu hỏa nên vô cùng gan dạ, nói rằng mình sẽ bằng mọi giá bảo vệ cô. Một lúc sau, anh Chí đấu súng xong thì đã tới. Bạn trai lính cứu hỏa thấy anh trai trẻ thì rất bất ngờ vì anh Chí quá thân thiện. Họ nói chuyện một hồi thì anh Chí khuyên rằng anh bạn không nên can dự vào chuyện này, ngay sau đó liền rút súng lôi chị Nở đi, đóng giả như một vụ bắt cóc. Anh bạn trai cũ thấy vậy liền đuổi theo, anh Chí đã nhanh tay bắn một phát vào chân anh ấy, nhưng sau đó cũng tiến tới giải thích rằng phát bắn vừa rồi chỉ vào phần mềm, không vào xương hay cơ nên không ảnh hưởng, nó sẽ còn biến anh ấy thành người hùng nữa. Nói xong, anh Chí lại đưa chị Nở đi. Chị gái trên xe có vẻ vô cùng tức giận vì điều anh Chí làm, nói rằng anh Chí vì nhiệm vụ mà lôi cả cô ấy vào rắc rối. Nghe thấy nỗ lực của mình bị coi thường, anh Chí đáp trả rằng vốn dĩ chị Nở đã vô tình gặp phải nguy hiểm khi gặp anh, nếu giờ mà anh Chí cứ bỏ mặc để cô ấy đi, đám FBI bị tên Fit thao túng sẽ tới bằng mọi giá giết cô. Không những thế, Chí còn phải bảo vệ một người khác là thiên tài đã phát minh ra cục pin năng lượng này, không có thời gian dư để chạy theo cô mãi. Nghe vậy, chị gái tóc vàng cũng hiểu ra và đồng ý đi theo. Tối đó, cảnh sát tới hiện trường chỗ anh Chí bắn anh lính cứu hỏa. Đúng như anh Chí đã nói, anh bạn trai cũ đã được mang lên cáng đưa đi, được người dân coi như anh hùng và thăng chức. Anh Chí chở chị Nở đến căn nhà bí mật của mình, nơi anh thiên tài đang lẩn trốn. Nào ngờ tìm kiếm khắp nhà kho thì thấy lời nhắn rằng anh trai thiên tài vì quá tù túng ở đây đã lên đường đi lên núi Phan Xipang, trong khi chị Nở ở bên ngoài. Một lần nữa đám lính lại tới, nhưng lần này không phải quân của FBI nữa, mà là một đám băng đảng Tây Ban Nha cũng có mục đích chiếm pin. Anh Chí ra giải cứu chị gái tóc vàng kịp thời, hai tay hai súng anh bắn đạn như Simon bắn cung, thu hút kẻ địch để chị Nở nấp sau giá sắt. Họ vào trong khe hở nhỏ cố cầm chân, vì nhà kho chỉ có một lối thoát hiểm, nên việc giết hết xong ra ngoài gần như vô vọng. Anh trai trẻ liền đưa chị Nở khẩu súng để phòng vệ, nào ngờ chị gái tóc vàng không để ý liền bóp lì cò. Đạn bay tứ lung tung làm anh điệp viên lăn loạn cào cào, đám địch ở ngoài còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh Chí trong tình huống nguy cấp đã đưa chị Nở một lọ thuốc ngủ, nói rằng giờ họ chắc chắn sẽ bị bắt, để an toàn chị Nở sẽ phải ngất đi một lần nữa. Trong khi đầu óc choáng váng, chị gái tóc vàng thấy đám lính đang sộc vào. Đến khi Lim Jim tỉnh dậy thì thấy anh Chí đang bị treo ngược lên trần nhà. Nhưng anh nói rằng hãy chuẩn bị, anh sắp thoát được và đưa hai người ra ngoài. Anh Chí nhanh chóng đánh gục một tên tay sai rồi đưa chị Nở đi. Trong khi chị Nở đang lơ đơ thì cả hai lên máy bay. Chớp mắt một cái họ đã nhảy xuống thuyền. Đến khi hoàn toàn tỉnh dậy thì chị gái thấy mình đang ở trên một hòn đảo. Không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tiến đến hỏi thì anh Chí nói rằng họ đang ở trên hòn đảo bí mật của anh ấy. Chị Nở tức giận vì bản thân bị lôi hết từ rắc rối này đến rắc rối khác, nói rằng mình không muốn đi theo anh Chí nữa mà rút điện thoại gọi cho em gái. Nào ngờ điện thoại của cô đã bị định vị nghe lén, không nghi ngờ gì tưởng trên đảo vẫn có sóng. Kết quả đám băng đảng Tây Ban Nha đã định vị được, máy bay ngay lập tức được điều đến giải bom khắp hòn đảo bí mật. Anh Chí nhanh chóng đưa chị Nở lên máy bay. Tuy vậy, chị Nở nói rằng mình sợ độ cao. Kết quả anh trai trẻ lại phải bấm huyệt cho chị gái ngất đi một lần nữa. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trên một chuyến tàu đi tới đỉnh núi. Còn ở phía khác thì anh Chí đã tìm thấy anh trai thiên tài. Bọn họ phát hiện ra rằng quả pin mà anh thiên tài chế tạo ngày càng có dấu hiệu nóng lên. Chị gái tóc vàng sau khi tỉnh dậy liền đi tìm hai người họ. Lúc đó có một tên sát thủ đeo kính bám theo, hắn là người của tên Fit cài vào trên tàu này. Chị Nở chạy đến được phòng bếp thì tên sát thủ cũng bám theo sau. Hắn khử luôn ông đầu bếp rồi muốn bắt cô làm con tin. Sau một hồi kéo dài thời gian thì anh Chí xuất hiện. Anh trai trẻ cùng tên sát thủ vật nhau trong không gian chật hẹp. Tên sát thủ với sức khỏe phi thường, anh Chí bị đánh đến úp người. Chị trong khi cố hỗ trợ thì bị giữ lại. Trong khi cố gắng giằng co đã khiến chiếc dao bay ngược cắm phập vào ngực tên sát thủ. Anh Chí kịp thời lao tới tung cước cho hắn vỡ mỏ. Cú đạp mạnh khiến tên đầu chọc ngã văng ra. Đúng lúc tàu bên cạnh lao tới kẹp bay mất giác. Sau vụ tai nạn thì tàu đã bị buộc dừng lại. Tên Fit dẫn người tới nhưng không thấy tung tích của anh Chí trên tàu. Nhìn qua cửa kính thì bắt gặp anh trai trẻ đứng từ xa với ánh mắt khiêu khích. Tối đó, sau khi đã tẩu thoát thành công, anh Chí đưa họ tới một khách sạn để tạm lánh mặt. Lần này tên Fit đã bảo bà già đứng đầu truy ra vị trí của bọn họ. Đợi đến khi chị Nở ra ngoài bất cẩn thì đã đưa đi tra hỏi. Lần này họ không bắt cóc như lần trước nữa. Thay vào đó thuyết phục cô không nên tin vào anh trai điệp viên kia. Họ phát lại một đoạn băng cho chị Nở xem, quay lại cảnh khi hai người chẳng may va nhau tại sân bay. Anh Chí đã lén lợi dụng chị Nở để đem cục pin qua camera an ninh. Anh ta thực sự đang ăn cắp quả pin từ tay của FBI và bắt cóc cả người chế tạo ra nó. Họ đưa cho chị Nở một cây bút, nói rằng hãy đảm bảo khi nào mà gặp anh Chí, hãy bấm cái nút này, đặc nhiệm ngay lập tức sẽ ập vào bắt anh ấy. Chị Nở trở về nhà gặp anh Chí như thường, thấy anh trai cầm theo cục pin ném vào trong hộp đá lạnh để làm nguội thì bấm chiếc bút. Bản thân sau đó thấy quá tội lỗi cũng không thể giấu được nữa,
Kết quả phải nói cho anh sự thật, anh Chí nghe vậy thì không hề tức giận mà còn biết ơn vì đã báo cho mình vào phút chót. Đúng lúc đó tên Fit dẫn đặc nhiệm vào, từ cửa chính lẫn cửa sổ không thấy anh Chí đâu, nhìn sang phía bên còn lại anh trai trẻ đang chạy trên mái nhà tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng bám xe đuổi theo trên đường, đến khi trực thăng được điều tới thì anh Chí đã chạy đến một con sông. Anh điệp viên cố bắn trả lại số lượng lớn đặc nhiệm nhưng nhanh chóng bị hạ, cả người rơi tự do xuống làn nước đen, anh trai thiên tài bị bắt đi. Chị Nở sáng hôm sau được đưa về ngôi nhà của mình, bà già đứng đầu cũng tiết lộ rằng tối qua họ đã thức cả đêm tìm kiếm. Mỗi tội không thấy xác anh ấy đâu, có thể đã trôi ra biển rồi. Chị Nở quay lại dự đám cưới em gái, cố tỏ ra bình thường nhưng không thể, cô biết anh Chí đã mang quả pin đi. Và bản thân gần đây đang bị đám lạ mặt truy đuổi, có thể chúng đang theo dõi xem cô có nó không. Chị Nở quyết định tự mình ra đầu thú trước chúng, nói dối rằng mình đang cầm cục pin, kết quả chị Nở bị bắt đi. Thì ra đám theo dõi cô không phải FBI mà là bọn băng đảng Tây Ban Nha. Tên râu sồm đầu đàn tra hỏi quả pin đâu thì chị gái tóc vàng nói rằng mình không biết, chẳng qua vì muốn tìm anh Chí mà đã liều như vậy. Tên đầu đàn nghe vậy thì tức đến ưa máu, hắn liền bảo đàn em đưa cô đến nhà kho xử cho sạch sẽ. Sau đó một vị khách quý của hắn đã tới, đó chính là tên đầu hói Fit phản bội. Hắn lần trước đã giết luôn cả đồng đội để bắt anh trai thiên tài đi, mục đích đơn giản cũng vì muốn bán cho đám này kiếm tiền bẩn. Trong khi đó, anh Chí xuất hiện trên mái gà không thể ngầu hơn. Trên chỗ cao đã chứng kiến hết kế hoạch và định vị được vị trí anh thiên tài. Nhưng đúng lúc đó một giọng lanh lảnh quen thuộc phát ra, nhìn xuống thì nào ngờ chính là Nở. Anh Chí lại phải lập tức ra tay giải cứu, lấy chiếc dây vụt ngựa cho từng tên đàn em lãnh án treo cổ. Đến tên cuối cùng nghe thấy ý ấy phía sau đã quá muộn, anh Chí đập đầu tên đàn em vào tường kết liễu. Chị Nở gặp anh Chí thì mừng hết lớn trứng rụng cả rổ. Hai bên trao nhau tí enzyme trong cơn mưa bão đạn, sau đó cùng lên xe lao thẳng qua cửa đuổi theo anh trai thiên tài. Đám đàn em 3-4 tên biết bọn chúng đã bị đột kích, liền nhanh chóng bám xe theo sau. Tuy vậy với kỹ năng lái lụa đã thành công khiến cho cả đám hít khói. Anh Chí lái xe gặp phải một đoàn người áo trắng, tưởng gì nào ngờ hôm nay lại là hội đấu bò tót. Anh Chí quay ngoắt đầu xe trong khi phía sau là dàn Lamborghini đen bóng. Sử dụng đường tắt chạy qua sân đấu thì thành công thoát nạn. Tên đầu đàn râu sồm phía sau định chĩa súng bắn họ, kết quả cũng bị mấy anh bò xử đẹp. Đến một đoạn đường chật hẹp mà đám đàn em vẫn bám phía sau, định làm thế gọng kìm nào ngờ cặp đôi đổi thế người dương ngược lối, kẻ bắn súng người bốc đầu, khiến cho xe lộn nhào đâm thẳng vào tên còn lại đang ngơ ngác. Anh Chí và chị Nở đuổi đến được bờ biển, anh Chí liền tức tốc đuổi theo. Tên Fit đang có ý định lái máy bay mà tẩu thoát, hắn ép anh Chí phải đổi hàng lấy người. Anh trai trẻ không ngần ngại lấy cục pin ra, tên đầu hói Fit sau khi có được thứ mình cần liền ra tay khử anh trai thiên tài. Nào ngờ anh Chí đã lao ra đỡ kịp thời, tên đều lên máy bay trốn đi. Bản thân đâu biết rằng quả pin con thỏ đang dần nóng lên, vì được anh thiên tài chế tạo quá gấp gáp đã khiến nó không ổn định. Quả pin phát nổ trên không trung đốt tên đều thành cát bụi. Cuối phim, anh Chí được đưa vào viện. Anh đã qua khỏi sau phát bắn, bà già da màu đã nhận ra tên Fit mới là tên phản bội, nói rằng anh Chí có thể trở về làm việc như thường. Một lúc sau một cô y tá mang thuốc vào bảo anh Chí uống. Anh Chí không nghi ngờ liền nốc một cốc đầy, bỗng chốc trong đầu thấy choáng váng. Quay mặt lại nào ngờ chính là chị Nở. Chị Nở đóng giả y tá đưa anh trai trẻ ra khỏi bệnh viện. Đến khi đã thật sự tỉnh dậy thì thấy đang ở trên bờ biển. Chị Nở tiến tới, nói rằng giờ hãy đi cùng cô ấy thay vì lao vào khói lửa như trước. Anh Chí đồng ý, cả hai cùng nhau lái xe đi đến nơi xa. Bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim truyện tình sát thủ được ra mắt năm 2010. Còn mình là Tèm Review. Nếu bạn thấy hay hãy like và đăng ký. Còn không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tèm nhé. Hẹn gặp lại bạn.